Nhớ không em, trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quê hương mơ ước ngày lên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sơn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sơn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Trầu miếng cao ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son lứa duyên trầu cau, đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương, đang bình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau, tình đáng duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương, đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu gia đình là mấy năm rồi là mình cho ngày là như vậy, tôi để ngày lúc năm một cái hôm để ông đập cho cả trăm năm này. Tôi là hai mặt mấy năm rồi thì để toàn là hai hộ là quá cả. Hai người cũng mới trong còn đồ và tôi đi cùng với thì họ cũng là đây dù vãi để họ học mọi thứ mà có được đi và cũng là điều là đầy đủ của hai họ đến năm rồi, như vấn đề một là đến năm rồi và tôi lên phòng và chúng tôi là chủ yếu cái gì mình là tinh thần bắt đầu vật lý hoa vật lý những cái quà đó thì
ba con trẻ sinh ra cháu, cũng là có năm cái quả tài chiến năm trăm độ. Thì bên ngoài chúng tôi cũng khác ở cái đúng nguyên liệu để ra tiền là hai con mồi. Và lời đầu tiên cũng xin gửi tới đến toàn thể hội đường chúng ta lời sức khỏe, lời chào tất trọng nhất và cũng chúc cái buổi lễ tập tài của hai cháu thành công tốt đẹp. Đến đi vào cái buổi lễ tài thì cũng mời thân nhân hai họ cùng mẹ chúng ta, phụ nước người ta nói chuyện. Kính thưa quý cụ, quý mẹ, quý ông, quý bà, quý cao niên, cũng như ba chủ bác, ba chủ tịch chi, ba triệu thần cha của hai cháu đã có mặt trong buổi lễ tập tài hôm nay. Thì qua sự tìm hiểu của cháu, hai cháu đã được thời gian dài sự nhất trí của hai gia đình cùng hai cháu. Hai gia đình chúng ta đã chọn ngày lành, tháng tốt, giờ tốt để chúng ta lo cái việc trong năm hai cháu. Và cũng phải nói rằng lễ tập tài hôm nay cũng rất là quan trọng và trong gia đình bên ngoài bên người ngoài đến thăm quà. Thì trong buổi lễ tài hôm nay thì bên ngoài chúng tôi cùng các từ cùng thành phần gái về cầu ba chủ bạc có chủ phụ gì để kháng lấy tiền thiệt cho cái lễ tập tài hai cháu và làm cha làm mẹ thì ai cũng vậy, để tuổi con trưởng thành thì thành đôi thành bạn là điều gọi là điều hạnh. Và như vậy thì cái lễ tập tài của bên ngoài mà nói bên nội mà nói để tháng hai quả ấy, quả thì gia đình tôi cũng xin chấp nhận và đi đỏ thì của gia đình chúng tôi bên ngoài không được hai quả nữa là của hai cháu đỏ thì là gia đình bên nội xin hai cháu. Và như vậy là cuối cùng thì cũng không có gì hơn thì bà cũng chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho hai gia đình gặp được dâu dần thể thọ tình nghĩa thông gia một ngày gần gũi. Và nhân tiền buổi lễ tập tài hôm nay thì năm hết tết đến cho tôi xin kính chúc toàn thể anh nhân hai họ chúng ta một lời chúc sức khỏe, lời chào tất tập nhất và cũng chúc cho trong cuộc sống vui vẻ và phúc nhẹ. Duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa, miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay, miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau tình đắm duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đình đáng duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay ha 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 ha
Xin phép được mở lời cho một buổi tối tốt đẹp. Xin được mở lời cho những ngày tháng cuối năm. Và xin được mở lời để chào đón tất cả vị khách đến với chương trình live âm nhạc ngày em đến của Phi Long và Quỳnh Anh. Chương trình trong buổi tối nay cũng đã chính thức được bắt đầu tại sân khấu tư gia của chú rể Phi Long, mảnh đất Cương Giãn, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trong này thì không gian phòng cưới đã được phải nói vẽ lên một cách hoàn hảo với tất cả đường nét họa tiết sắc sảo. Chúng ta đã cảm nhận điều đó đúng không ạ? Không gian phải nói rất là lý tưởng để cho tất cả chúng ta trở về đây để hội tụ đầy đủ tất cả nét tinh hoa của nghệ thuật, tất cả những nét tinh hoa của tình yêu để chúng ta hướng về chủ đề hạnh phúc mà chú rể của dâu đã chọn. Chương trình trong buổi tối ngày hôm nay cũng là sự kết hợp của những người làm chương trình đồng hành với tình cảm của tất cả vị khách cùng trở về đây. Chúng ta cùng giao lưu, nói chuyện, hàn huyên tâm sự và cất lên những giai thoại tình yêu của chú rể Phi Long và Quỳnh Anh. Ngay từ giây phút này không phải chờ lâu nữa, chương trình cũng đã chính thức được lên màn biểu diễn. Chúng tôi rất mong sớm được đón nhận tình đầu đông đủ của toàn thể quý vị cùng trở về chung vui. Và một lần nữa cho phép Quang Đạt xin được trân trọng thay lời cho chú rể Phi Long, cô dâu Quỳnh Anh, đặc biệt là thay lời cho gia chủ của gia đình bên nội, trân trọng thông báo kính gửi lời mời tới toàn thể quý bà con. Và kính thưa tất cả vị khách, để bắt đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được trích dẫn kịch bản mà những người làm chương trình đã thống nhất với chú rể và gia đình để rồi đáp ứng thị hiếu âm nhạc cho tất cả vị khách đến trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình 3 phần, phần đầu tiên với tất cả thứ là dòng nhạc nhẹ, dân gian, chính thống và trữ tình. Phần thứ hai cũng là tất cả những tổ hợp ca khúc đến từ dòng Việt Mix, khi đó giới trẻ sẽ đến đông đủ hơn. Và phần thứ ba để khép lại một buổi tối hoàn hảo về bộ sưu tập âm nhạc, đó là tất cả tiết tấu DJ mà những người làm chương trình của chúng tôi đã chất lọc để đáp ứng cho đêm nhạc buổi tối ngày hôm nay. Và đêm nhạc không chỉ là tình cảm của gia đình dành riêng cho tất cả vị khách, đêm nhạc cũng là một bước chạy đà cho chương trình lễ thành hôn vào buổi trưa ngày mai. Một lần nữa chúng ta cất lên một tràng vỗ tay thật lớn chào đón đêm nhạc với chủ đề ngày em đến của Phi Long và Quỳnh Anh được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chương trình trong buổi tối hôm nay cũng sẽ được chính thức thu âm thu hình trực tiếp tại sân khấu này với sự tác nghiệp của ảnh viên áo cưới, nhà quay phim, đơn vị truyền thông Bảo Sang Studio đến từ Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Một lần nữa chúng ta cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên qua phần thiện của nam ca sĩ Minh Đức. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt tình lại buồn hay khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nén son kia phai mờ, dù cho mặt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng vội vã, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiên tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện để mùa đông đám cưới đôi mình. Em mới xích lại thật gần bên anh cho anh nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Cuộc
quý chúng ta đang trở lại một ca khúc rất là lãng mạn kể về tình yêu, ca khúc mà tựa đề Trời Đông. Xin mời chúng ta cùng lắng nghe và dành cho nhau những tràng thân thật lớn, được không Vy ơi? Xong rất nhiều. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nén son kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành phương biển, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi, xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên. Cả khúc này thì Đức xin hẹn riêng cô dâu và chú rể ta. Chúc cô dâu và chú rể gặp năm hạnh phúc. Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là xanh cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời số kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Quý chúng ta đang thưởng thức một ca khúc rất là nhẹ nhàng với tình yêu, ca khúc mang tựa đề Hãy Là Của Riêng Anh, một sáng tác của ca nhạc sĩ Nam Dương. Và xin mời chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này. Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mơ. Vì mình sinh ra là dành cho nhau,
tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh, hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời số kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa đâu. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh, hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi, anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời số kiếp mình sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Thank you.
sông nướng bạc nhịp theo ta bơi. Ai đắm đập, ai phá núi cho hồ nướng đầy. Là mặt gương soi thuyền về mà bên môi. Ôi à, khôn nhận mái treo, hự là khôn nhận mái treo. Ôi à, nhìn bóng chiều in ngân nước, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi. Nghe tiếng rừng, nghe tiếng suối xôn xang mái treo, nhịp đời sinh sôi thuyền về mà bên môi. Ôi à, có nắng lưới đây, hự là có nắng lưới đây. Ôi à, làm mai trắng bên anh quấn quýt mai chẳng sơ. Và khi gọi anh là mưa chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ông áp đi xa. Và để giờ mình em lại bơ vơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa rồi, màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa để khi nắng mai. Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phải nhòa. Ok ok, give it up for Đoàn Thị Cha. And you know me, Big Daddy from Lady Killer. Trôi hoài đã bao nhiêu màu trắng rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh. Đêm lại thêm lạnh, lâu rồi vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời, mong cho đêm được không lạnh, chờ giấc ngủ thật an lành. Và vì mưa anh đang thức sáng khẽ mang em đến bên anh. Yeah, bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng mây đó đây. Tự nhiên là những cái mình gần nhau thêm, sao cơn mong sao cảm mình không còn phải đau thêm. Em là người khiến em không quên đi những vết đen. Tình yêu này anh dành cho nắng và anh sẽ mãi là mây trắng. Chưa cơn gió nào cuốn lại em lại bơ vơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa rồi, mà đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao
rằng tình yêu em luôn bao la. Rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa để khi nắng mai, khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa. Muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương ông thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa để khi nắng mai, khi đôi môi lại rạng rỡ, tình đã chẳng phai nhòa. Công viên ghế đá, lá đổ chiều em. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông bên đê. Anh còn nợ em chim về núi vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông, hết nửa dòng sông vào mấy cánh đồng, hoa dưới nhà ai
trong đó quá. Chưa anh về em có đợi anh không? Đời hai ta, đời hai ta gắn bó với hai sông. Em vàm có tây, anh vàm có đông. Mỗi tối chiều lên trao sông nước, bình bình kêu sao sắc cả hai sông. Đời hai ta, đời hai ta hai ngã trắng thông rồng. Em cánh cò, anh cánh vạc bên sông. Nỗi nhớ nỗi nhớ đồng sâu xuống lúa, tìm hai nhau qua hun hút gió đồng. Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông, muốn nói cùng anh, nói cùng anh sao khó nói. Chưa anh về em có đợi anh không? Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông, hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng. Hoa rơi nhà ai trong đó quá. Chưa anh về em có đợi anh không? Đời hai ta, đời hai ta gắn bó với hai sông. Em vàm có tây, anh vàm có đông. Buổi tối chiều lên trao sông nước, bìm bìm kêu sao sát cả hai dòng. Đời hai ta, đời hai ta hai ngã trắng thông dòng. Em cánh cò, anh cánh vạc bên sông. Nỗi nhớ nỗi nhớ đồng sâu sông hương lúa, tìm hai nhau qua hun hút gió đồng. Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông, muốn nói cùng anh, nói cùng anh sao khó nói. Chưa anh về em có đợi anh không? Nhìn lá bay mùa thu dịu êm, lòng nhớ em anh thầm gọi tên. Đời đó như dòng sông tình ơi, mà sao em giờ đây xa khơi. Lặng ngắm lá mùa thu, nhìn cơn mưa nhẹ nhàng. Lặng nghe tiếng thời gian, để hồn anh mơ về dĩ vãng. Là chiếc lá thu vàng rơi nhẹ rơi, tình là nhung nhớ đôi mắt em ơi người, tình là lưu luyến sống trong kỷ niệm, nhẹ nhàng ôm lấy từng ngày tay trong vòng tay, ngồi buồn anh hát nhớ về em tình ơi, cười vào cơn gió ru nhẹ đưa tình tan, từng ngày đi qua nhớ nhau rất nhiều, dịu dàng tình anh như là giấc mơ.
anh vẫn đợi chờ. Chúng ta đến với một ca khúc nằm trong album của nam sĩ Điển Trai Đan Trường, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, ca khúc Anh Vẫn Đợi Chờ. Nhìn lá bay mùa thu dịu êm, lòng nhớ em anh thầm gọi tên. Đời đó như dòng sông tình ơi, mà sao em giờ đây xa khơi. Lặng ngắm lá mùa thu, nhìn cơn mưa nhẹ nhàng. Lặng nghe tiếng thời gian, để hồn anh mơ về dĩ vãng. Tình là chiếc lá thu vàng rơi nhẹ rơi, tình là nhung nhớ đôi mắt em hỡi người. Tình là lưu luyến sống trong kỷ niệm, nhẹ nhàng ôm lấy từ ngày tay trong vòng tay. Ngồi buồn anh hát nhớ về em tình ơi, gửi vào cơn gió ru nhẹ đưa tình ta. Từng ngày đi qua nhớ nhau rất nhiều, dịu dàng tin em như là giấc mơ. Anh vẫn đợi chờ. Trở về cùng anh em hỡi. Đang là giấc mơ anh vẫn đợi chờ. Tình là chiếc lá thu vàng rơi nhẹ rơi, tình là nhung nhớ đôi mắt em hỡi người. Tình là lưu luyến sống trong kỷ niệm, nhẹ nhàng ôm lấy từ ngày tay trong vòng tay. Ngồi buồn anh hát nhớ về em tình ơi, gửi vào cơn gió ru nhẹ đưa tình ta. Từng ngày đi qua nhớ nhau rất nhiều, dịu dàng tình em như là giấc mơ. Anh vẫn đợi chờ. Quý vị có thể để cho ông là một chồng với tay thật lớn đúng không ạ? Xin quý vị rất nhiều. Một sáng tác nhị trí tâm các quý vị vùng trời Bình Thuận sẽ bắt đầu lắng nghe nhé. Trong tim tháng ngày theo mưa rơi lạnh cấm, đêm anh nghe xót xa em ơi có hơi. Giữa bóng tối chớp rồi tình em như giấc mơ xanh bao hy vọng, dẫn lối bước anh về dù em vừa đắng cay. Xua mây đen tan nhanh và trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Qua tình yêu đưa ta thoát hơn phong ba bão giô, quấn lấp những đêm dài mà trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ tình yêu như khúc ca, vòng tay trao hơi ấm rộn ra đôi khi mừng vui gặp gỡ. Trong ngày mới nắng say tình dấu nắm tay ta về vùng trời bình yên.
cuốn trôi đàn bằng khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh cấm đêm anh nghe xót xa em ơi có hơi giữa bóng tối chập chờn tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng dần lôi bước anh về dìu em qua đám cưới. Xua mây đen tan nhanh và trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng khi cơn mưa vụt qua tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông khoan lấp những đêm dài mà trời luôn chiếu soi cho em yêu đời xóa hết những nghi ngờ tình yêu như khúc ca vòng tay chào hơi ấm rộn ra đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lỡ nắng len qua hàng cây là lời đàn hương bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về bầu trời bình yên nắng lên qua hàng cây gió mơn màn đùa là lời đàn hương bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về bầu trời bình yên. Vâng, xin mọi người rất nhiều nhá. Để tập được chương trình xin gửi tới quý vị bạn một ca khúc được mang tên Vì Anh Thương Em.
anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Qua rạng biển rì rào hàng dương, tiên điện làm nổi tơ vương, từ trong dâu bể yêu thương tìm về nặng tình cậu vì hồn quê. Về đi em nhé, về quê anh nhé, mình về nghe. Lam Giang soi bóng núi hồng, thông reo bên đời khơi dòng nhớ thương. Giang Đình đôi nhịp tơ vương dệt nên câu hát thương nhau tìm về, rượu nồng hơi ấm hồn quê để thương đến nhớ, để say câu hát tráng kiều yêu người. Miền quê anh nằm tình như rứa, mưa cơm trưa thơm đường vì giữa hồng. Ơi sông Lam sạc rơi thơ bên đời, đất thỏa tâm hồn yêu gọi người đi xa, yêu vì quê nhà mắt ngọt miền quê ta. Miền quê anh đẹp từ câu hát, lời quê anh gánh cả nỗi vui buồn, đi muôn phương vẫn dẫn thương bụi mặn. Miền đất Lam hồng trong bụng hoa tráng thơ, chịu tâm sáng trời đất vòng hoa nhân hoa. Giang Đình đôi nhịp tơ vương
dệt nên câu hát thương nhau tìm về. Rượu nồng hơi ấm hồn quê, để thương đến nhớ, để say câu hát Trang Kiều yêu người. Miền quê anh nặng tình như rứa, bữa cơm trưa thơm đường kỳ giữa hồng. Ơi sông Lam rạng rơi thơ bên đời, đất hỏa tâm hồn yêu gọi người đi xa, yêu vì quê nhà mắt ngọt miền quê ta. Miền quê anh đẹp từ câu hát, lời quê anh gánh cả nỗi vui buồn. Đi muôn phương vẫn dần thương bụi mặn, biển đất làm hồng trong đùm hoa trắng thơ, chữ tâm sáng trời đất bồng hoa nhân hoa. Chữ tâm sáng trời đất bồng hoa nhân. Xuân đã đến bên em, giác xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân. Mặc say đắm cho đời, nhớ nhé em yêu. Mặc say đắm cho đời, xin đừng ngủ muôn yêu thương. Còn nhớ một hoa sắc hồng trời xuống gió xuân nồng cháy. Vì sao môi em ngỡ ngàng gửi đến trong tình anh chợt mất muôn hoa tuôn rơi. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin đừng đủ hôn yêu thương. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng chiều xuống gió xuân nồng cháy. Người trao gửi đến cho tình anh chợt mới muôn hoa tổn tơ. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em. Xuân đã đến.
anh. Để hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng đường xe dưới gốc cây chú mưa. Để hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Giờ đây chung đến nay ta cùng đón tương lai. Và cùng tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Như là mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù ta có dù mưa gió ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lạnh. Như là mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Tình ca em
Và kính thưa tất cả vị khách, chúng ta không phải chờ đợi lâu nữa đúng không ạ? Ngay từ giữa phút này thì sự chờ đợi của tất cả chúng ta rồi cũng đã tới. Xe hoa cũng đã chuyển bánh từ họ nhà gái để trong giây phút này đã có mặt tại cổng hội trường, cổng hoa tư gia của họ nhà trai. Chúng ta chào đón sự diện của chú rể Phi Long và cô dâu Quỳnh Nhanh, chào đón sự diện của Hà Thông Gia Hai Gia Đình, chào đón sự có mặt của tất cả vị khách. Và ngay từ giây phút này, những chạm vào tay đã được cất lên, những màn pháo giấy đã được nổ tung chào đón chủ nhân buổi lễ hôm nay cũng như tất cả vị khách. Và một lần nữa, cổng hội trường đã được mở cánh đón chào nhân vật chính đầu tiên cũng là chú rể Phi Long, cô dâu Quỳnh Nhanh. Tiếp đó là tình thông gia của Hoa Đình và nối gót theo đó là tình cảm của tất cả vị khách. Và giây phút này, có lẽ người mẹ của chú rể là người đầu tiên mong mỏi chờ đợi nhất. Sau những gì mà cha mẹ đã chờ đợi người con trai bấy lâu nay, đến giờ phút này thì mẹ đã và đang cùng với người con trai và con dâu để cùng dẫn giải hai người con tiến vào trong tư gia của gia đình bên nội. Chúng ta làm lễ thắp hương gia tiên, báo cáo tổ tiên hôm nay chúng con đã chính thức nên vợ nên chồng. Còn tất cả vị khách thì không phải chờ lâu nữa, hôm nay cũng là lúc mà chúng ta sẽ có mặt đầy đủ tại phòng cưới buổi trưa hôm nay chứng kiến đại lễ thành hôn của chú rể Phi Long và cô dâu Quỳnh Anh. Trân trọng thông báo, kính gửi lời mời tới toàn thể quý vị. Xin mời tình thông gia của hai gia đình nội và ngoại, chúng ta cùng tiến về những dãy bàn đã có sự chuẩn bị tất cả những món quà vật phẩm. Và gia đình bên nội cũng đã cử đại diện sẵn sàng đứng dậy chào đón tình thông gia của gia đình bên ngoài. Xin mời tất cả những vị lớn tuổi thông gia của hai gia đình tiến về một dãy bàn để chúng ta tiện cho công việc nói chuyện, giao lưu và chứng kiến đại lễ thành hôn của chú rể Phi Long, cô dâu Quỳnh Anh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời tất cả vị khách, chúng ta vui lòng sớm di chuyển vào trong phòng cưới, chúng ta đổi chỗ ngồi một chút. Trong phút này thì chúng ta đã và đang chờ đợi giây phút mà chú rể của dâu sẽ trở về với đảo hạnh phúc đúng không ạ? Và không phải chần chừ gì nữa đúng không ạ? Giây phút này, khoảnh khắc này cũng là lúc chúng ta hướng về chủ nhân buổi lễ hôm nay, chú rể Phi Long, cô dâu Quỳnh Anh. Chúng ta cùng cất lên một tràng vỗ tay thật lớn chào đón sự diện của chú rể của dâu được không ạ? Cánh tay của quý vị đâu ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa tất cả vị khách, như vậy là giờ vàng đã đến, ngày định cũng đã được chọn đúng không ạ? Và năm tốt cũng đã đến với chú rể của dâu, đến với hai gia đình cũng như đến với tất cả chúng ta trong buổi lễ ngày hôm nay. Ngay từ giây phút này, cho phép con này xin thay lời cho ban tổ chức xin được mở lời hân hoan chào đón tình thông gia của hai đình, chào đón sự có mặt đông đủ của tất cả vị khách, đó là những người anh em, những họ hàng, những hàng xóm và những vị khách gần và xa, đó là những anh em, những người đồng nghiệp, những người bạn của chú rể Phi Long, của dâu Quỳnh Anh. Chúng ta đã và đang có mặt tại phòng cưới buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta hướng về chủ đề ngày phúc của Phi Long và của Nhanh. Giây phút này cho phép con đàn xin thay lời cho hai gia đình, thay lời cho chú rể và cô dâu. Xin được gửi lời chúc phúc tốt đẹp tới đôi bạn trẻ Phi Long và cô dâu Quỳnh Nhanh. Xin gửi lời mừng tới tình thông gia của hai gia đình nội và ngoài. Xin gửi tới quý vị lời kính đô lệ, lời chào năm mới 2019 an khang và thịnh vượng. Kính thưa tất cả quý vị, đúng là hôm nay xuân mộ trúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình,
tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Đúng như vậy, chúng ta mỗi người một ngả, mỗi người một công việc, mỗi người một hoàn cảnh riêng, nhưng hôm nay chúng ta đều chung một nhà, chung một chí hướng và chung một gia đình, để chúng ta cùng chung nhịp đập, cùng hướng về chủ đề ngành phúc của Phi Long và Quỷ Nhanh. Chú rể cô dâu và gia đình đã cảm nhận điều đó, và hơn hết giây phút này cũng là lúc mà Phi Long và Quỷ Nhanh muốn nói lên tất cả những gì mình có, đáp lễ lại tình cảm của hai đình và tất cả vị khách bằng những nghĩa cử hành động cao đẹp, đó là ánh mắt, nụ cười và tấm lòng mến khách. Cho phép Phi Long và Quỷ Nhanh nắm tay nhau đứng dậy, có một cái gật đầu khe khẽ, xem như cúi chào tất cả vị khách, lời tri ân, lời cảm ơn tới hai đình cũng như quý vị có mặt trong buổi lễ hôm nay. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu chúng ta vui lòng đứng dậy, có một cái gật đầu khe khẽ nè, và chúng ta có thể vỗ tay thật lớn chào đón buổi lễ thành công của chú rể Phi Long, Quỷ Nhanh bắt đầu được không ạ? Và kính thưa tất cả vị khách, như vậy là hai bông hoa phải nói đẹp nhất, hai khuôn mặt phải nói rạng rỡ nhất, hai cái tên phải nói xứng đáng nhất và chờ đợi nhất, hôm nay cũng đã ra mắt tất cả vị khách có mặt trong buổi lễ hôm nay, Phi Long và Quỳnh Anh. Chú rể và cô dâu cùng sinh ra và lớn lên cùng trên một mảnh đất cương gián yêu dấu, hai gia đình cũng vậy, và chú rể cô dâu lớn lên trưởng thành dưới sự nuôi dưỡng của những người làm cha làm mẹ, được sự vun đắp của các ông các bà, những như người đi trước. Đến giờ phút này thì chú rể Phi Long và cô dâu Quỳnh Nhanh đã nối gót theo những người làm cha làm mẹ để xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc trăm năm. Và trước khi bước đi trên con đường hạnh phúc đó, chú rể cô dâu rất cần có sự đóng góp, sự dặn dò, sự gửi gắm, đó là tình cảm của hai gia đình, để tạo cho chú rể cô dâu một bước chạy đà phải nói vững chắc để xây lên một ngôi lâu đài tình ái được viên mãn trăm năm. Và trong giây phút này cũng là lúc mà chúng tôi trân trọng kính gửi lời mời tình thông gia của hai đình. Chúng ta hội ý trong giây lát, thống nhất cử hai vị đại diện cùng nắm tay nhau trở về với đại lễ hạnh phúc. Chúng ta có đôi lời gửi gắm, đôi lời chào, lời mời, lời phát biểu, cũng xem như lời giao dâu và lời nhận dâu. Trân trọng kính gửi lời mời hai vị đại diện đến từ gia đình họ nhà gái và nhà trai cùng nắm tay nhau bước lên đi ạ. Nếu mà hai vị đại diện thì chúng ta cùng bước lên đi ạ. Và chúng ta có lên một tràng vỗ tay thật lớn chào đón tình thông gia của hai gia đình được không ạ? Xin cảm ơn hội trưởng rất nhiều. Và kính thưa tất cả vị khách, họ nhà gái trở về với họ nhà trai là ông Trương Minh Tâm, bà Nguyễn Thị Đàn, thôn Năm Mới, xã Cương Gián. Còn họ nhà trai thì cũng chẳng quá xa mà cũng chẳng quá gần, đúng không ạ? Một con đường làng nối nhịp cầu duyên. Con đường đó vừa đủ để xây đắp mối tình lương duyên của chú được của dâu. Con đường đó để vừa đủ để cho tình thông gia của hai gia đình đi lại được bền vững, và là cầu nối để xây đắp mối tình lương duyên của chú rể Phi Long và cô dâu Quỳnh Nhanh. Họ nhà trai là Nguyễn Văn Chiến, bà Trần Thị Hoa, thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hân hoan chào đón tình thông gia đến từ họ nhà gái. Và trong này chúng ta đã được gặp gỡ hai vị đại diện đến từ hai đình, đó là cũng như các con người phải nói đã được lựa chọn rất là kỹ càng để đại diện cho bao con người đến từ hai họ và hai gia đình. Và theo như chúng tôi được biết thì hai con người đã có mặt, nhưng phát biểu thì gia đình bên ngoài cũng đã thống nhất với gia đình bên nội là sẽ thay lời cho hai đình để rồi nói ra tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và tất cả gì mình có gửi gắm vào chú để của dâu sẽ và gửi lời chào, lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt trở về với sân khấu này, hướng về với chú để của dâu, hướng về với hai vị đại diện, và chắc chắn vị đại diện của gia đình bên nội sẽ thay lời cho hai đình có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính gửi lời mời. Thưa quý cụ quý mẹ, thưa ân nhân hai họ, thưa các bạn thanh niên nam nữ gần xa, thưa toàn thể hội trường, hôm nay ngày vui của cháu Long, cháu Anh là một ngày trọng đại lớn lao mà hai gia đình chúng ta cùng chung vui để làm hai họ chúng ta để chứng giám là ngày hạnh phúc của hai cháu.
cũng mong rằng sự đoàn kết của hai gia đình đã vun đắp xây dựng cho hai cháu ngày ngày bền vững hơn. Tôi thay mặt cho bên ngoài được hết xin kính chúc tất cả đoàn thể có mặt trong ngôi trường một lời chúc sức khỏe, một lời chào kính trọng. Xin cảm ơn. Và sau đây tôi xin trước hết là tuy rằng cháu Long, cháu Anh tuổi đời chưa được là bao, sống trong xã hội đang còn có nhiều thiếu sót và trách nhiệm hai họ nội ngoại chúng ta, mà đặc biệt là hai gia đình định hướng hướng dẫn cho cả cháu những cái điều hay điều tốt. Làm sao cháu Long, cháu Anh là đúng dấu hiền rể thảo để hai gia đình chúng ta là được mãi mãi đoàn kết và cuối cùng chẳng có gì hơn. Xin kính một lần nữa xin kính chúc toàn thể hôn nước trường một lời chúc sức khỏe. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, những ánh mắt đầy mãn nguyện, những nụ cười phải nói đầy thiện cảm và những cái bắt tay cũng đã được khẳng định. Đó là khẳng định gì? Khẳng định tình thông gia sẽ đến với gia đình, đến với chú rể của dâu. Và khẳng định đó là cầu nối để cho hai gia đình đi lại, để vun đắp mối tình lương duyên của chú rể Phi Long và cô dâu Quỳnh Anh được cập bến bờ hạnh phúc, đúng không ạ? Và thay lời cho chú rể của dâu xin được tri ân và gửi lời cảm tạ tới vị đại diện của hai gia đình rất nhiều. Kính chúc vị đại diện và hai gia đình sức khỏe và luôn là tấm gương sáng để cho các con cháu noi theo. Chúc cho tình nông gia đi lại đời đời bền vững, xanh tươi đoàn kết. Chúc tất cả vị khách đến với đại lễ thành hôn của Phi Long Quỳnh Anh sức khỏe, hạnh phúc và thành đàn. Chuẩn bị tinh thần đón một cái Tết cổ truyền 2019 vạn sự như ý. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và còn bây giờ chúng ta hãy đến với chính chủ nhân buổi lễ ngày hôm nay. Khi mà mốc son đã được cắm, mốc son đã được tô điểm, cũng là lúc mà chú rể của dâu khẳng định với hai gia đình, khẳng định với tất cả vị khách tình yêu là gì, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Và bây giờ để khẳng định điều đó chỉ có những minh chứng, để có những mốc son và kỷ vật. Kỷ vật đó đã được tô điểm trong hai vòng tròn, và trong hai vòng tròn đó đã được đính ước và được gắn tên rất rõ ràng Phi Long và Quỳnh Anh. Xin mời chú rể, xin mời cô chúng ta cùng trao nhau chiếc nhẫn cầu hôn trước được chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị. Chúng ta hãy cất lên một trận vỗ tay thật lớn đi ạ, tạo một niềm cảm hứng trong hạnh phúc của chú rể và cô dâu. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful. À, chú rể Phi Long cũng đã từng nói với cô dâu Quỳnh Anh là anh đã đi cùng trời cuối đất mà gặp người con gái duy nhất, đó là em, là người anh yêu. Và hôm nay khi mà ánh mắt Quỳnh Anh khẽ đưa, trái tim Long rộng mở, cũng là lúc đón Quỳnh Anh vào lòng. Và chú rể của dâu đã đạt được những điều ước đó, tuy giản đơn nhưng mà đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Và ngày hạnh phúc đã đến để tình yêu được lên ngôi và thăng hoa tột đỉnh. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay chúc phúc thật lớn cho Phi Long và Quỳnh Anh được không ạ? Xin cảm ơn trường rất nhiều. Kính thưa quý vị, trong buổi lễ hôm nay thì có rất nhiều yếu tố để tạo nên một buổi lễ thành hôn được mỹ mãn. Thứ nhất là yếu tố là thời tiết phải nói rất là nhân hòa, đúng không ạ? Con người ta cũng vậy. Hôm nay thì ông trời đã ban cho tất cả chúng ta một thời tiết phải nói quá lý tưởng. Và tất cả vị khách đến đây phải nói rất là đông đủ và trọn nghĩa, trọn tình. Còn đối với gia đình bên nội và chú rể Phi Long thì không phủ lòng tình cảm của tất cả vị khách đã và đang sẵn sàng chuẩn bị tất cả những món quà vật phẩm ở trên bản nước bản hoa. Đó là lời tri ân và xin mời quý vị chúng ta cứ tận hưởng và tự nhiên giao lưu, hàn huyên tâm sự, nói chuyện và chứng kiến cho buổi lễ ngày hôm nay. Còn ở phía trên này thì chú rể Phi Long và cô dâu Quỳnh Anh cũng đã nói với nhau rằng anh muốn tô điểm bờ môi của em và em cũng muốn tô điểm bờ môi của anh, đó là vì ngọt của đôi môi. Như nhạc sĩ Lê Hòa đã viết ra ca khúc đó, còn bây giờ thì không cần phải nhạc sĩ Lê Hòa viết ra mà chú rể Phi Long và cháu Quỳnh Anh sẽ viết ra một định nghĩa muôn đời không thay đổi, đúng không ạ?
vị ngọt của đôi môi. Và bây giờ thì tháp bánh cũng đã sẵn sàng chứa hương vị đó. Và xin mời chú rể, xin mời cô dâu, chúng ta cùng vui lòng xích sang trái sân khấu một chút ạ. Chúng ta dùng ngón tay của mình quẹt vào tầng bánh, tô điểm thêm bờ môi vợ và chồng. Tất nhiên Phi Long sẵn sàng đấy ạ. Mình người đàn ông đúng không ạ? Bản lĩnh đúng không ạ? Đó là chỉ là má, vị ngọt ngào của má cũng là một vị ngọt ngào. Nhưng bây giờ tô điểm thêm bờ môi của vợ, xem hỏi vợ xem là bánh có ngọt không em, đúng không? Phi Long, chủ động đi. Chúng ta vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng ạ, phải tận hưởng nhá, sẻ chia chứ không phải tận hưởng. Bây giờ Long hỏi vợ là bánh có ngọt không em? Bánh ngon em. Cô dâu phải trả lời thật là chứng chạc, đó là bản lĩnh sống của thời đại bây giờ đấy ạ. Ngọt không cô dâu ơi? Dạ có ạ. Cô dâu bảo rất là ngọt. Bây giờ chú để Phi Long bảo là anh cũng rất là muốn được thưởng thức hương vị đó đến từ em. Thế bây giờ em đó là người vợ của anh, bây giờ cô dâu hãy tô điểm bờ môi của chồng mình đi ạ. Vâng ạ. Wow, rất là mạnh dạn đúng không ạ? Có ngọt không chú rể ơi? Bèo ạ. Chú rể cũng đồng lòng với cô dâu là bánh rất ngọt. Và bây giờ thì cô dâu lại bảo anh ơi bánh ngọt thế thì hương vị nồng say ở đâu ạ? Không phải lo, tháp bánh thì đã được sẻ chia, đã được chinh phục và đã được tận hưởng. Còn bây giờ tháp ly sẽ chứa đựng hương vị nồng say đó trong hai chai rượu hồng tượng trưng cho rượu trong ngày cưới. Xin mời chú rể, xin mời dâu, chúng ta vui lòng di chuyển sang phải một chút ạ. Và tất nhiên để cho tháp ly được rực rỡ và đẹp hơn một chút thì phải có sự xúc tác. Đó tất cả gì mà tất cả những làn đá khói sẽ tô điểm tháp ly. Và xin mời chú rể, xin mời cô dâu, chúng ta hãy vui lòng từ từ mở ra chai rượu đi ạ. If they only learn that the twist and kaleidoscope moves us all in turn, there's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It is where we are. It's enough for this wide. Và kính thưa tất cả vị khách, như vậy là chú rể của dâu đã và đang mở ra hai chai rượu. Và chai rượu đầu tiên đã được mở nắp đúng không ạ? Và bây giờ chú rể của dâu hãy rót từ từ trên đỉnh tháp của tình yêu. Tháp của tình yêu được ví như một ngọn núi Thái Sơn, phải nói rất hùng vĩ, rất là cao và hiên ngang vững chãi. Nhưng với sự thủy chung son sắc, chung sức chung lòng, cùng chung tay vượt qua tất cả người, vượt ta qua tất cả những sóng gió của cuộc đời, chú của dâu sẽ đến với tất cả chúng ta đỉnh tháp và sẽ chinh phục được. Và bây giờ thì tháp ly đã được chinh phục trên đỉnh và dòng chảy của tình yêu đã được khơi nguồn đúng không ạ? Xin mời chú rể, xin mời cô dâu hãy rót hết đi ạ. Vẫn đang còn một chai nữa đi ạ. Chú rể cô dâu hãy rót tất cả những gì mình có ở trong hai chai rượu để cô dâu có thể chuyển sang sức bên phải một chút đi ạ. Vâng. And it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough. This wide-eyed wanderer that we got. Và bây giờ thì xin mời chú rể, xin mời cô dâu, chúng ta hãy rót ra
trong hai ly. Vâng ạ. Và bây giờ thì xin mời chú rể và xin mời cô dâu chúng ta sở hữu hai ly rượu ở ngay ở bàn hoa đi ạ. Chúng ta cùng trở về vị trí chính trước sân khấu để khoác tay nhau đi ạ. Đúng rồi, cầm tay phải khoác tay nhau đi ạ. Và tất cả chúng ta cùng đồng lòng cất lên một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa đi ạ. Lớn hơn một chút đi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và như vậy là trải qua 10 phút đầu tiên của buổi lễ, chúng ta đã được chứng kiến những lời phát biểu, chứng kiến lời ra mắt của chú rể Phi Long và cô dâu Quỳnh Anh, cũng được chứng kiến chú rể cô dâu dành cho nhau tất cả gì mình có. Và bây giờ cũng là lúc mà xin mời tất cả chúng ta vui lòng bước sang phần 2 buổi lễ ngày hôm nay. Và xin mời chú rể, xin mời cô dâu chúng ta vui lòng ngồi xuống trong giây lát. Rất vui được gặp lại tất cả vị khách trong phần 2 buổi lễ ngày hôm nay với chương trình live show, live show nhạc ngày hôm đến của Phi Long và Quỳnh Anh. Chương trình trong buổi lễ ngày hôm nay đã được chính thức tổ chức long trọng, dàn dựng công phu hoành tráng tại sân khấu tư gia của chú rể Phi Long, mảnh đất thôn Bắc Sơn, xã Cương Giãn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện HD Audio MC Quang Đạt đến từ Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Với tất cả ekip làm nghề, chúng tôi đã được lựa chọn, đã được chất lọc để đáp ứng thị hiếu, đáp ứng một chất lượng cho chương trình buổi lễ thành hôn trong buổi chiều hôm nay. Và đặc biệt, chương trình trong buổi lễ ngày hôm nay cũng được live stream thu âm thu hình trực tiếp trên tất cả trang mạng Facebook, YouTube với sự tác nghiệp của đơn vị truyền thông ảnh viện áo cưới nhà quay phim chuyên nghiệp Bảo Sang Studio đến từ ngã tư Xuân Mỹ. Và bây giờ chúng tôi đã đang sẵn sàng chào đón quý vị đến với chương trình âm nhạc trong buổi lễ ngày hôm nay. Và tất nhiên là nếu như những đám bình thường thì chúng tôi sẽ là những người đầu tiên xin được mở lời cho âm nhạc. Còn đám cưới của chú rể Phi Long và cô dâu Quỳnh Anh, chúng tôi sẽ phá cách để cho hợp tình, hợp lý và chất lượng. Cái tên đầu tiên mà chúng tôi gửi lời mời bước lên sân khấu đó là giọng hát của bé Vân Anh, đúng không ạ? Xin mời Vân Anh. Chúng ta chào đón Vân Anh bằng một tràng vỗ tay thật lớn nữa quá. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dòng thuyền nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hai Vân máy bay đỉnh núi, nhớ khi xưa qua đèo qua núi mà lòng anh mơ tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón, tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi là thương. Em báo câu cho tàu anh tới là yêu nhau, bay nơi em cùng lời là yêu nhau, bay nơi em cùng treo là yêu nhau, bay nơi
theo anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru êm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam, là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu anh tới là yêu. Con
Thuyền ta ngựa, thuyền ta xôi giữa dòng nước bạc, nhịp treo ta bơi, ai đâm đập, ai phá đôi cho hồ nước đầy, là mặt gương soi non xanh mà nước biếc, ôi a, khoan nhận mái che, tự là khoan nhận mái che, ôi a, nhìn bóng chiều in ngân nước, ta nhìn đất trời mộn sóng nghiêng soi, nghe tiếng rừng. Nghe tiếng xôi son sang mái treo nhịp đời sinh sôi thuyền về mà bên môi ôi a có nặng lưới đây hự là có nặng lưới đây ôi a miền núi đã học
hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nghe ngọn lửa, tìm mình bạn là vui đều sẽ hoa nao nức, nhịp chậm thành dù còn lòng đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi, rồi cuộc vui em tới, em trao tôi vòng nhỏ và từ đây người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua thác gành sẽ gặp một rừng ban ở trong sinh, một tình yêu ta có nơi núi rừng mơ xa hơ Quý vị có dành cho Đức một tràng thật lớn hơn được không quý vị ơi? Xem với chúng ta rất là nhiều. Nụ hoa ơi, đừng ngại ngần chi, tỏa hương ra đón anh nắng mai nào. Nàng xuân ơi, ngập ngừng làm chi, về đây ngập tràn một lối đi. Hình như xuân đã ghé đến cửa đêm hôm qua, làm ta nôn nao muốn về nhà. Hình như xuân có ý nhắc người nơi phương xa, ngày xuân ngập tràn một sắc hoa. Xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, làm người trong con tim này phơi phới. Xuân 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 vừa đến mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Come on, chúng ta vỗ tay thật lớn theo nhạc, theo vui buổi trưa là vui vẻ được không quý vị ơi? Hey. Mấy chưa? Này em ơi, đừng bồi hồi chi, đoà hương lung linh dưới ánh mặt trời. Và tôi ơi, lại gần nàng đi, mùa thanh xuân sang trang mấy khi. Cỏ hoa que sắc lấp lánh tựa đôi môi xinh, làm trong tâm tư thấy yên bình. Mùa xuân đã đến pháo tên rộn vang nơi nơi, mời em ngay đầu xuân ghé chơi. Xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, làm người trong con tim này phơi phới. Xuân 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 vừa đến mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Lịch trưởng xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, làm người trong con tim này phơi phới. Xuân 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 vừa đến mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, làm người trong con tim này phơi phới. Xuân 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 vừa đến mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, làm người trong con tim mình phơi phới. Xuân 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 vừa đến mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời.
Xuân 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 vừa đến mang tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Chào mừng quý vị chúng ta rất là nhiều ạ. Thank you.
Và kính thưa tất cả vị khách, như vậy là chúng ta đã đến với một ca khúc đúng không ạ, mang âm hưởng của miền Tây Nam Bộ đúng không ạ, Áo Mới Cà Mau. Cũng này cũng là một lời nói mà chúng tôi muốn thay lời cho chú rể cô dâu, thay lời cho gia đình, xin gửi lời cảm ơn tới tất cả vị khách đã đang có mặt trong một tiếng hồ để chứng kiến đại lễ thành hôn của chú rể Phi Long cô dâu Quỳnh Anh. Trong một tiếng hồ chúng ta đã được chứng kiến chú rể của dâu dành cho nhau những tình cảm nhất định. Một tiếng hồ để cho chú rể của dâu tạo một điểm nhấn, một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Một tiếng hồ để cho tất cả ekip làm chương trình tôi phối hợp bạn ý hoàn thành tốt chương trình buổi lễ. Nếu như trong buổi lễ có một cái gì đó còn thiếu sót, mong tất cả chúng ta vui lòng lượng thứ và bỏ qua. Đến giờ phút này cho phép chúng tôi xin gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất. Xin mời tất cả những người bạn, những vị khách và tình cảm của hai gia đình, những ai chúng ta vui lòng nán lại chụp hình lưu niệm với chú rể của dâu được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.